Ủa cái gì vậy? Chấn động nè mọi người ơi, có cái gì nè. Chào mọi người, lại là mẹ Nano đây. Hôm nay mọi người cùng đọc họp với mẹ Nano nhé. Đây là những gì mà mẹ Nano đã mua trong khoảng 1 tháng qua. Một số thì mẹ Nano đã khui và xài rồi, còn số này là để dành đọc họp cho mọi người cùng xem á. Rồi cùng bắt tay vào việc thôi. Đầu tiên sẽ là cái gì đây? Đây là cái gì vậy ta? À, đây là bao lì xì đỏ. Mình sẽ viết lời chúc lên đây hoặc trang trí một vài họa tiết đơn giản để làm quà lì xì độc đáo tặng cho mọi người. Bạn nào có nhu cầu đặt bao lì xì đặc biệt cá tính thì liên hệ mẹ Nano nha. Rồi mình sẽ viết vài lời chúc ở đây nè. Bao lì xì họa tiết và không họa tiết. Một cái to một cái nhỏ nhưng mà chắc cũng sẽ đựng vừa tiền thôi. 500 ngàn là vừa hết. Tiếp theo sẽ là một đôi dép bánh mì mà mình thấy dễ thương quá nên đã mua thôi. Ở đây có một chú gấu bunny của ta, có dòng chữ stay cool. Cái gì vậy nhỉ? Lông hay là tóc? Thôi kệ nó đi. Dép rất là mềm nha mọi người, đi êm chân lắm. Ở đây người ta còn tặng cho mình một đôi vớ nữa nè, để mình mang thử cho mọi người xem nha. Vừa vặn quá nè, đúng không? Mẹ đã có dép rồi thì em bé Nano không thể không có dép được. Và đây là đôi dép mà mẹ Nano đã tậu cho em ấy. Có dép mới là không bao giờ nó chịu mang liền đâu mọi người, phải năn nỉ 7749 lần nó mới chịu mang. Rồi tiếp theo là cái gì vậy ta? À đây là sản phẩm từ nhà Color Kit, bộ fiber band, và đây là quà tặng 6 màu neon. Mình đã mua hai bộ fiber band nhưng mà khi nhận ra thì nó đã quá muộn, là nó có cái gì đó cực kỳ giống nhau nha mọi người. Nhưng mình không biết được, mình sẽ mở ra xem nó như thế nào. Ở đây bên trong của nó nè, và bên trong của bộ fiber band hai cái y chang nhau, hai cái bút y chang nhau, chỉ khác nhau ở cái dòng chữ là Color Kit by Fiber Band và dòng chữ là Fiber Band Color Kit. Rồi nó khác nhau cái gì? Cứu tôi. Rồi y chang nhau ha mọi người, hai cây bút y chang nhau, tức là tôi đã mua hai bộ giống y chang nhau. Người ta nói là cái bộ trong hộp giấy có thể giặt ít, có thể xóa được, có thể tẩy rửa được. Tuy nhiên là tôi thấy hai cái màu này nó tẩy được y chang nhau, thôi bỏ qua đi. Bây giờ mình qua cái combo nè. Cái combo này để giải vòng tròn đó mọi người. Nếu không biết giải vòng tròn thì hãy mua combo, không vẽ được thì nó sẽ méo méo mó mó, nhìn khó chịu cực kỳ nha mọi người. Tôi mua combo này là về để giải vòng tròn là chủ yếu, còn giải những cái thứ khác thì tôi chưa nghĩ tới. Rồi người ta còn cho thêm cả cục gom nữa nè. Có cả ngòi bút chì để thay thế luôn nha. Rất là tiện lợi, xứng đáng điểm 10. Đây là 6 màu neon color mà người ta tặng kèm. Để bây giờ thử xem nó thật sự là dạ quang không nha. Trát trát một chút lên đây, thêm một chút xíu nữa. Đó, mọi người thấy không? Zoom kỹ vào. Trong bóng tối thì màu nó sẽ dạ sáng lên nha. Có lẽ là hữu ích đó. Mình sẽ thử màu sao. Cuối cùng thì cũng đã đến khẩu AK. Ôi nó là cái gì vậy ta? Một cây kẹp tóc giống y chang cây kẹp của mình đang có luôn, trời đất ơi. Rồi đây là băng keo nano tép, dùng để làm những thứ xàm xí mà mình chưa nghĩ tới. Một cây kéo, đang cần cây kéo để nấu làm bếp đó mọi người. Đây là cái gì vậy? Cái gì vậy? À, cái này là cái nhảy dây không có dây á mọi người. Hai quả bóng nhảy dây, nhảy để tập thể dục á mọi người. Tại dạo này mập quá rồi. Đây là siêu phẩm nè. Cái dù nha, cái dù trong suốt dùng để vẽ lên nó. Vẽ lên trên cái dù này bằng bút màu acrylic mà mẹ Nano đã review rất là nhiều. Mình sẽ vẽ cho mọi người xem sau nha. Bye bye.